À, đúng cái đạo tràng trên không trung này chúng ta cùng tu chung rõ ràng gần mà xa, xa mà gần. Có khi bốn mắt nhìn nhau để cùng niệm Phật mà sát bên mà nó giống như nó xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt sát bên. Có khi niệm Phật lễ Phật tự nhiên có nhiều người nhìn thấy mắc cười, nên những đức từng nói cái đạo tràng này gọi là cái đạo tràng năng lượng. Bước vào cái đạo tràng này là tích năng lượng, tự nhiên quý vị sẽ cảm giác vui và nó có một cái nguồn năng lượng gì tuyệt vời lắm quý vị. Có nhiều người ta cũng thích bấm điện thoại rồi này kia vô, đó là cái niềm vui của anh ta trong chiếc điện thoại. Nhất là cái thời cuộc này là điện thoại là một cái việc vui của người ta, đa phần đều bấm điện thoại. Nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện một cái đạo tràng trên không trung, nó còn lợi ích trên chiếc điện thoại không biết bao nhiêu lần. Vừa rèn luyện được sức khỏe, vừa luyện được tâm, và vừa kết bạn sen tu hành hướng về Tây Phương Cực Lạc. Sự lợi ích lớn nhất của đời người đó là niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Đúng là một cái màn hình, một cái điện thoại tại gia đình mà có thể tích được một cái nguồn năng lượng tuyệt vời. Không bỏ phí những thời gian đi tán ngẫu mà dành thời gian để niệm Phật, để tích năng lượng, để sanh duyên phước cho chính mình. Ô, cái đạo tràng không chung này quá lợi ích. Thật sự mà nói, nhìn thì cực kỳ đơn giản mà sự lợi ích đó là cuộc đời người lợi ích, mà lợi ích đời đời kiếp kiếp cho chúng ta, không đơn giản chút nào quý vị. Nếu như ai là người nhận thức được sâu sắc thì những đức tin chắc 100% quý vị đưa hai tay hai chân mà ủng hộ cái đạo tràng không chung này liền. Thật sự không phải là những đức mà nói mình lập đạo tràng không chung này mình nói quá đáng, nhưng mà thật sự những đức tu chung, những đức cảm nhận rằng nó thiệt chứ. Bản thân của mình có khi trong ngôi Tam Bảo mà mình không có được thời gian tu tập, thật sự mà nói không biết làm sao Phật sắp xếp cho mình mà mình giống như là mình thê thảm bước ra. Mà giống như là bao nhiêu người, nào là có những người tội nghiệp thương khóc, có những người thì mắng chửi để mà bước ra. Nhưng mà cuối cùng rồi thì những đức, chính bản thân những đức cảm nhận được cái lợi ích mà bây giờ mỗi ngày được dụng công niệm Phật và cảm nhận được câu Phật hiệu như thế nào thế nào. Hiện tại bây giờ nè, bây giờ những đức mới cảm nhận rằng là những đức thương tất cả các anh em, vì mấy ông thay thế những đức làm và mấy ông sẽ cực tiếp tục gánh vác. Bản thân những đức bây giờ mới có cơ hội được niệm Phật, thì ra rõ ràng pháp môn tịnh độ này là pháp môn mà phải đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên mới tin pháp này, và đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên mới có thời gian niệm Phật. Nhớ kỹ nha quý vị, nếu như mình mà không đầy đủ nhân duyên, bảo đảm quý vị sẽ không bao giờ quý vị có thời gian để mà tu tập đâu. Hết cái này kéo tới cái kia kéo, hết cái này kéo tới cái kia kéo, muốn lên tu là có người kéo đi liền. Quý vị biết có những người, người ta muốn lên tu, người ta muốn dụng công một thời mà người ta không bao giờ người ta vô tu được, vừa chuẩn bị tu là có chuyện dẫn đi kéo đi liền, không tu được. Mà mình mỗi ngày mà được tu được gì, những đức nó phải đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên để cho mình yên để mà mình niệm Phật. Vì có Phật hiệu này không đơn giản. À, thật sự quý vị nói không phải quá đáng chứ, thật sự bây giờ những đứa cảm nhận được có Phật hiệu nó quá hạnh phúc quý vị ơi. Thật sự bây giờ mỗi người mà gặp tịnh độ chúng ta cảm ơn Đức Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cảm ơn Đức Phật A Di Đà bằng cách nào? Bằng cách là phải dùng giải lên để cho pháp môn tịnh độ này hưng thịnh. Mà muốn dùng giải lên cho pháp môn tịnh độ này hưng thịnh, cho Phật pháp con người được tiếp nhận là phải từng gia đình. Quý vị phải nhớ kỹ nghe, người ngoài xã hội lãnh đạo lấy nhân dân làm gốc, đó là thịnh vượng một đất nước. Trong Phật môn thì lấy hàng Phật tử làm chính để hưng thịnh Phật pháp, vì giáo pháp của Phật để dạy người ta tu hành. Nên nếu như mỗi người tiếp nhận được cái giáo pháp này mà áp dụng cái giáo pháp này mà được lợi ích từng gia đình từng con người, thì cái giáo pháp này tức khắc thịnh. Lúc trước những đức chia sẻ Phật pháp, những đức từng nói một câu rằng pháp môn tịnh độ này muốn phát triển lợi ích
là phải đi từng nhà. Nên trong tâm những đức đã dùng hết tâm lực nguyện lực của mình mà làm tượng Phật, làm rất nhiều tượng Phật, quý vị biết. Có nhiều người lúc đó nói tại sao ông thầy Đức này ông tặng tượng Phật chứ mà tặng dữ vậy chàng. Quý vị biết những đức đã tính chắc chắn phải có ngày hôm nay. Nên những đức đã tính cái chuyện mà tặng tượng Phật quý vị từng gia đình. Mà những đức cũng không ngờ là cái tặng tượng Phật của những đức mà những đức lại lập cái đạo tràng trên không trung. Những đức chỉ nghĩ rằng thế nào mình cũng gặp cái nạn, thì quý vị có thể tại gia đình mà áp dụng phương pháp tu. Những đức chỉ nghĩ như vậy thôi. Những đức không thể nào nghĩ ra cái đạo tràng trên không trung này, thật sự luôn. Thì quý vị thấy những đức tặng tượng Phật không tưởng tượng được. Chắc chắn rằng nếu là một ông thầy thì chắc chắn những đức là người tặng tượng Phật nhiều nhất, làm tượng Phật nhiều nhất. Tượng Phật những đức làm quá nhiều, thật sự tặng khắp nơi nơi không biết bao nhiêu mà nói. Từ đến chùa, từ gỡ đi, những đức làm quá làm luôn. Vì những đức tin rằng ngôi tam bảo với từng gia đình, nên tin chỗ này, ngôi tam bảo với từng nhà, từng nhà, từng nhà, để ảnh hưởng cho con cháu từng đời, từng đời, từng đời tiếp tục. Nên mỗi một người chúng ta phải thấy rằng là mình phải có một trách nhiệm để phát triển pháp môn tịnh độ này ra. Bằng cách nào? Chính mọi người chúng ta. Không phải quý vị làm việc lớn lao gì hết, mà chính chúng ta phải cảm nhận được pháp môn tịnh độ này. Và chính chúng ta phải có sự lợi ích khi pháp môn niệm Phật này mình áp dụng tu. Và chính chúng ta phải có sức nhận cao độ hơn người bình thường, để cho cái người không tu thấy được quý vị là có một sức nhận cực kỳ cao độ. Chịu thiệt hơn người, chịu thua hơn người, không sân si hơn người. Có nghĩa là mình không có sân si hơn người. Người ta sân si, người ta hơn thua, người ta đấu đá. Riêng quý vị phải là người cực kỳ kiên nhẫn. Đây là quý vị đang thịnh pháp, chắc chắn luôn. Và quý vị là người chung thủy với chồng, gia đình hơn người. Quý vị làm chồng thì chung thủy với vợ hơn tất cả những người đàn ông bình thường khác. Và quý vị là người phụ nữ niệm Phật là phải đảm đang trong gia đình hơn những người phụ nữ bình thường. Còn người đàn ông này, tất cả việc ngoài, việc trong trong gia đình đều làm được hơn những người đàn ông bình thường. Thì chắc chắn rằng quý vị đang thịnh pháp. Người ta sẽ nhìn cái gì? Người ta nhìn rằng người này là người niệm Phật hơn những người bình thường. Còn quý vị là người làm con, hiếu với cha mẹ chân thật, dù nghèo cỡ nào cũng hiếu với cha mẹ hơn những người bình thường. Đây là chúng ta thật sự đang thịnh tịnh độ, đang thịnh pháp môn niệm Phật này. Còn nếu như bây giờ chúng ta niệm Phật mỗi ngày, chúng ta cũng nghe pháp mỗi ngày, nhưng buông ra chúng ta lại không có gì đặc biệt cả. Đụng chuyện gì một cái là chúng ta ngã ngửa liền. Đụng gì cái ta ngã ngửa liền. Chúng ta có nghĩa là muốn rìu qua mắt thợ. Chúng ta làm những việc giống như là vẽ tranh bên ngoài rất đẹp, nhưng chúng ta giả dối, thì không bao giờ mình là con người mà giúp cho tịnh độ này thịnh đâu quý vị à. Thật sự luôn á. Nên mỗi một con người chúng ta ai cũng có cái sai, nhưng mà chúng ta phải nỗ lực lên để niệm Phật, và phải gây dựng lại, và tiếp tục phát huy lại. Con người nhất định chỉ cần có chí hướng là mình nhất định mình sẽ thành công. Nhớ nghe quý vị, tuyệt đối không được nhục chi. Dù chúng ta có vấp ngã, chúng ta có bị như thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối phải đứng lên. Tiếp tục cuộc đời này đừng để luống qua vô ích, đừng để luống qua vô nghĩa. Nhớ. Từ trong nước ngoài nước, pháp môn tịnh độ này quý vị phải nhớ, đây là một pháp môn cực kỳ thù thắng. Và bây giờ chúng ta với tuổi còn trẻ, quý vị phải nhớ tiếp tục mà gây dựng. Chắc chắn rằng tuổi già chúng ta sẽ không cô đơn đâu. Bây giờ mình nuôi con, dạy con hết lòng hết dạ, sau này con có đối xử với mình như thế nào, mình sẽ không cô đơn, mình không khổ. Vì sao? Vì mình có câu A Di Đà Phật. Thật sự nếu như từ bây giờ mới bị niệm Phật, những đức chắc chắn 100% bị không cô đơn. Vì chính những đức thấy rõ ràng luôn. Những đức có thể ở một nhà, một trong căn nhà mà không cần đi đâu mà những đức không buồn. Thật sự không có buồn là từ đâu quý vị? Là nhờ niệm Phật, lễ Phật, không buồn. Nếu như mà cái đà mà như vậy thì tới tuổi già mình rất tỉnh táo, sáng suốt, minh mẫn. Tại vì câu vật hiệu này nó giúp cho cái trí mình rất là sáng, và câu vật hiệu này giúp cho cái năng lực sức khỏe mình rất là tốt. Vì luyện thân phải động là lễ Phật, luyện tâm phải định là định ngay câu Phật hiệu. Mà câu Phật hiệu này nó giải mã những cái khổ đau, giải mã những cái buồn chán, và giúp cho chúng ta tin sâu nhân quả. 100% người gặp tịnh độ do chúng ta không dụng công niệm Phật, nên chúng ta mới đi vẽ tranh. Nếu như quý vị mà thật sự dụng công niệm Phật thì quý vị sẽ đi vào bức tranh, chứ không phải là vẽ tranh bình thường nữa.
mà là quý vị đi vào bức tranh thật chắc. Nếu như quý vị chịu dụng công niệm Phật lễ Phật, thật sự những đứa đã biết có một tịnh độ này thù thắng. Nhưng mà cái thời gian mình ở trong ngôi Tam Bảo nó lao theo công việc. Thật sự mà nó lao theo công việc. Nếu mà không có ngày đó chắc không có ngày hôm nay. Nhớ kỹ, không có ngày đó không có ngày hôm nay. Nhờ cực lực nhiệt tình, thật sự mà nói, có thể dám hy sinh thân mạng của mình. Hy sinh cái đó những đức nghĩ là hy sinh huệ mạng luôn. Đời này không giảng sanh. Nên những đức mong rằng những anh em tiếp nối công việc làm của mình, cỡ nào cũng phải dụng công tu và niệm Phật. À, mỗi anh em bây giờ có nhân viên này, mỗi ngày nên trực tiếp cho Phật tử tu, những người hữu duyên với mấy anh em. Và nên có một phương pháp cách tu gì để chỉ dẫn người ta, để những người hữu duyên với các anh em đến một ngày nào, những đức tin chắc nếu các anh em tu hành thật sự thì mấy anh em sẽ gặp nạn. Thì khi mấy anh em gặp sự cố như những đức, mấy anh em có một cái cách tu để hướng dẫn người ta. Những đức nói tin chắc rằng phát tâm lớn thì nạn lớn, phát tâm nhỏ thì nạn nhỏ. Còn không phát tâm giảng sanh thì cuối đời quyết định luôn. Không phát tâm gì hết thì cuối đời quyết định luôn, chứ không phải tha cho quý vị đâu. Phát tâm lớn thì nạn lớn sẽ đến bây giờ để cho coi quý vị sao. Phát tâm nhỏ thì nạn nhỏ đến bây giờ để coi quý vị sao còn tu nữa hay không. Còn không phát tâm tu hành giải thoát gì thì quý vị thấy im 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 im, nhưng mà cuối cùng quyết định cho quý vị luôn. Đó là đi đâu? Đi xuống luôn. Tại vì sao? Quyết định luôn. Giống như bây giờ chúng ta chịu trả nợ thì cứ trả từ 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 từ, đến cuối cùng là xong nợ. Còn nếu như chúng ta không cần trả nợ gì thì con nợ quyết định cuối cùng là ngày 30 Tết sẽ đến giải quyết vấn đề chúng ta. Ngày 30 Tết là ngày kết thúc của cuộc đời chúng ta. Không bao giờ có chuyện gì mà gọi là đơn giản đâu quý vị. Không có bao giờ có chuyện gì mà nói là không có nhân mà có quả đâu. Đừng bao giờ nói rằng tôi chửi người khác, tôi mắng người khác, tôi hại người khác, tôi tính toán người khác, tôi hơn thua với người khác là tôi không bị chuyện gì xảy ra. Không bao giờ có. Bạn đã gieo nhân thì 100% bạn sẽ gặt quả. Như bản thân những đức bây giờ gặp bao nhiêu sự việc gì không có thiệt thòi, mà là do những đức đã từng gieo nhân như thế nào, bây giờ những đức gặp cái quả như vậy. Mà nhiều đời nhiều kiếp những đức cũng niệm Phật nè, mà cũng gặp cái nạn như vậy mà vẫn có tâm quyết, mà cuối cùng những đức vẫn không được giảng sanh. Bây giờ tiếp tục tu nữa cũng là tâm quyết này, nhưng đời này phải quyết định mạnh hơn những cái đời trước nữa. Bây giờ mình cứ nói gì đi phàm phu, mình cứ nói gì đi quý vị, tâm quyết mình phải mạnh hơn những đời trước nữa để cầu sanh cực lạc. Nên mỗi một hành giả niệm Phật này phải hưng khởi tâm lên, phải hưng khởi tâm để làm cho tịnh độ này giống như nở hoa và kết quả. Chúng ta có một trách nhiệm để gọi là cảm ơn Đức Thích Ca Mâu Ni, cảm ơn Phật A Di Đà, bằng cách là mỗi hành giả niệm Phật này phải hành trì. Phải hành trì và có sức kiên nhẫn cực kỳ cao độ. Trong hoàn cảnh trở ngại gì cũng niệm Phật, lúc nào gương mặt cũng có được niềm vui. Quý vị có thể bắt tay vào làm chỗ này đi, thì cuộc đời chúng ta không có khổ đâu quý vị. Cuộc đời người có mấy mươi năm ngắn ngủi thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói rằng: này các con, hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi đi các con. Thấy không? Chịu khó chịu khổ một đời ở cõi này ngắn ngủi thôi. Nếu cái khó cái khổ trong cuộc đời này ngắn ngủi, con không chịu đựng, con còn đi đấu đá hơn thua với người ta, con tưởng đâu là con giành giật là được sao? Nhưng cuối cùng con phải khổ trong tam đồ ác đạo đời đời kiếp kiếp. Cái khổ trong tam đồ mới là đáng sợ, không tưởng tượng được. Còn cái khổ ở cõi này Phật nói là một đời ngắn ngủi thôi. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói: này các con, hãy chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi. Nên sự trở ngại gì cũng khó khổ ngắn ngủi. Nhưng quý vị nhớ, cái người niệm Phật chúng ta thấy rõ ràng không đến nỗi khổ. Dù cỡ nào nó cũng có cực lạc nội tâm. Nếu như mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc mà mình không có sự an lạc của nội tâm, đối với giảng sanh gì cực lạc? Thấy không? Cô Nguyên Thủy phải nhớ chỗ này nghe. Ngồi trên bông sen là phải quyết tâm. Nó, bây giờ có làm thì mới có ăn, thì bây giờ làm chuyện gì phải cố gắng niệm Phật, phải siêng năng niệm Phật, lúc nào rảnh là dụng công tu liền. Nên bây giờ pháp tu đưa từng nhà, tượng Phật ở từng nhà, Tam Bảo ở từng nhà, mà không tu nữa là tại ai? Hướng dẫn rõ ràng mạch lạc rồi mà không chịu tu nữa, còn đi tìm cái gì? Nguyện thứ 18 Đức Phật dạy mình là trí tâm tinh ưa niệm danh hiệu ta, đến khi mình chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm, ta là Phật A Di Đà đến tiếp dẫn giáng sanh như cực lạc, ngoại trừ những kẻ tạo tội ngu nghịch phỉ báng chánh pháp. Nếu như những người tạo tội ngu nghịch phỉ báng chánh pháp mà quay đầu niệm Phật, Phật dẫn rước về cực lạc Tây Phương. Như vậy mà mình không niệm Phật, mình đi tìm gì bây giờ quý vị?
Bây giờ mình muốn giảng sanh đi Cực Lạc, mà bây giờ người này cũng hướng dẫn niệm Phật, người kia cũng hướng dẫn niệm Phật, người nọ cũng hướng dẫn niệm Phật. Thích người này thì theo người này, không thích người này thì đá người này chạy theo người này. Vài bữa không thích người này cái đá người này chạy theo người này. Làm chuyện gì ạ? Đã muốn giảng sanh Cực Lạc thì bây giờ mình hợp với người này thì mình cùng tu chung. Nếu mình cảm thấy không hợp thì mình cũng không cần phải bực bội khó chịu gì. Mình tu với ai cũng là tu để cầu sanh Cực Lạc, chứ đâu phải ai giúp mình sanh Cực Lạc đâu, mà là mình tu với ai thì mình cũng là sanh Cực Lạc. Mục tiêu là Phật A Di Đà rước mình về Cực Lạc, mà Phật A Di Đà rước là bình đẳng. Phật A Di Đà rước là bình đẳng, mình cứ tu với mọi người bình đẳng. Ai khuyên niệm Phật cũng là tốt, những đức khuyên vì dụng công tu mỗi ngày là tốt, người ta hộ niệm với vị là tốt. Không khéo chúng ta lại đem hai thứ này lại nó thành đối lập lại với nhau, bậy quá. Những đức khuyên vì niệm Phật mỗi ngày, đến cuối cùng có người hộ niệm với vị sanh Cực Lạc. Đây gọi là con đường nó rất đi thẳng, con đường nó rất là đi thẳng, nó đâu có trở ngại. Nhưng mà những đức muốn nói với quý vị là phải đem câu Phật hiệu này áp dụng từng ngày, từng ngày, từng giờ, từng ngày tại gia đình của mình, để làm một cái hành giả niệm Phật mà cho gia đình mình thấy được, để người ta tiếp nhận tịnh độ. Nếu như mình chờ cuối cùng hộ niệm giảng sanh, không lẽ hàng ngày mình không quân tập? Nên có cách tu này để cho quý vị hàng ngày quân tập, để quý vị tu. Nên đừng bao giờ người niệm Phật với người niệm Phật đi đối lập với nhau. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có chúng ta giúp đỡ nhau và chúng ta tán thán nhau để hưng thịnh lên. Tại vì ai cũng là người khuyên niệm Phật, chúng ta khuyên niệm Phật để cho người ta lợi ích, chứ không phải là chúng ta khuyên niệm Phật để lấy cái danh. Không phải, không phải chúng ta khuyên niệm Phật để là bao nhiêu con người đi theo mình, mà là chúng ta khuyên niệm Phật là dưới những nhân duyên con người đi theo mình. Người khác khuyên niệm Phật đông mình mừng vì nhiều người được niệm Phật, vì trong lòng mình cũng muốn cho nhiều người niệm Phật. Không phải là khuyên niệm Phật vì cái danh, quý vị. Nó thật sự mà nói ra ngoài dụng công tu, cái tâm những đức nó có một cái sự tư duy cực kỳ rộng. Thật sự ngày xưa những đức trong chùa tâm những đức cũng lớn thiệt, nhưng mà sự tư duy những đức chưa rộng như bây giờ. Vì sao? Vì những đức chưa dụng công tu. Mình chỉ là một phạm vi của một ngôi chùa có thể 2-3 ngàn người đó, vài chục ngàn người. Nhưng bây giờ những đức ra tới hư không rồi, quý vị à. Đạo tràng này là không chung rồi. Thật sự mà nói, cái tâm chúng ta lớn như cả hư không này vậy. Bây giờ chúng ta hốt một cái không khí ở đây đem lên nơi khác, thì không khí ở đây vẫn không thiếu, mà không khí nơi khác không thừa. Còn nếu như bây giờ mình có một căn nhà thiệt to lớn đi chăng, nhưng mình chấp căn nhà này nó vẫn là nhỏ, so với không chung nó cực kỳ nhỏ. Phải nhớ kỹ điều này. Nên từ nó đó tâm lượng phải mở rộng ra, quý vị. Người niệm Phật là mình mừng cho người đó khuyên niệm Phật, ai khuyên niệm Phật là mình mừng với những nhân duyên của người đi theo họ. Nhưng tuyệt đối Phật tử đừng làm cho những người khuyên niệm Phật phải đi đối lập với nhau. Mình mới là Phật tử, mình phải là người làm sao có một cái góc độ tư duy cực kỳ sáng suốt. Vì mình cầu sanh Cực Lạc, đừng bữa nay thích đầu này, ngày mai không thích đầu này, rồi ngày mai thích đầu kia, rồi mai mai không thích đầu kia. Cứ làm gì mình quay vòng vòng một đoạn đường, cuối cùng bản thân mình đi về đâu đây? Thật sự mà nói quý vị à, cỡ nào cũng phải có tâm biết ơn, quý vị à. Thật sự, buông xả không phải là đá đổ tình người đâu. Buông xả không phải là đá đổ tình người đâu. Đó. Nên tất cả các anh em huynh đệ bên cạnh như Đức, những Đức thường nói rằng, con người đàn ông sống phải có nghĩa khí. Con người đàn ông sống làm sao, ít gì mình cũng phải nhìn nhận sự thành công của chúng ta là ơn nghĩa như thế nào. Như những Đức khởi đầu gặp một ngôi chùa đầu tiên cũng nhờ thầy giúp đỡ, tới tiếp tục ngôi chùa thứ hai cũng nhờ hòa thượng cho cơ hội. Bản thân những Đức bây giờ dù làm cư sĩ, những Đức cũng phải khuyên người niệm Phật. Vì vì biết hòa thượng xây ngôi chùa ngày đấy cái chữ trang nghiêm tịnh độ, có nghĩa là ngày muốn ngôi chùa ngày nhiều người niệm Phật. Từ nơi đó dù những Đức đi ra ngoài rồi, nhưng những Đức vẫn nhớ ơn hòa thượng nhiệt tình hết mình. Khi những Đức đi, hòa thượng nói một câu rằng, ông phải cố gắng niệm Phật, dù nghiệp chướng nặng nề cỡ nào, nhưng niệm Phật lễ Phật nhất định sẽ tiêu. Những Đức vừa nghe, quý vị thấy những Đức đi ra ngoài, những Đức đâu có bê tha đâu. Ở chùa thì nhiệt tình hết lòng lo cho chùa chiền sạch sẽ, gọn ghẽ đàng hoàng, cơ ngơ của thầy mình. Bước ra ngoài làm cư sĩ, những Đức nhiệt tình hết mình, những Đức dụng công tu, quý vị. Một ngày 5-6 thờ không đơn giản. Thật sự quý vị không đơn giản đâu đó. Nên từ nơi đó bao nhiêu cái áp lực tư tưởng mà nhờ tu hành mà vượt lên chính mình luôn. Những Đức bây giờ thấy ra một con đường thênh thang vô cùng sáng. Thật sự như những Đức nói rằng, gần như xa, xa như gần, không chung không ai phá vỡ được. Nên mong rằng mỗi một hành giả niệm Phật nên hưng khởi tịnh độ bằng chính bản thân mình. Nhớ kỹ, hưng khởi tịnh độ bằng chính bản thân mình. Sức nhẫn nại phải cực kỳ lớn hơn người bình thường. Đây là những người đệ tử ngoan của Đức Phật A Di Đà, những người con ngoan của Phật A Di Đà. Nhớ nghe quý vị.
Chúc quý vị an lạc vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.